đúng là cuối cùng của cái tuần này, nên là còn các bạn ở vùng dịch thì chắc là lại nghỉ sớm, tại vì do dịch Covid-19 ha. Thì qua năm 2021, năm Tân Sửu, thì thầy Quang kính chúc tất cả các em một cái năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt, và chúng ta có những cái thành công trong học tập và con đường ở cái tương lai mà các em đã chọn. Và thầy chúc cho các em luôn luôn là người con ngoan trò giỏi, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, vâng lời bố mẹ ha. Còn thầy Quang cũng chúc cho tất cả các quý phụ huynh đã và đang theo dõi trên kênh thầy Quang một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, thành đạt, thành công trong công việc của mình, và có một cái gia đình hết sức là đầm ấm và hạnh phúc bên con cháu của mình và đại gia đình của mình nữa. Thì thầy Quang cũng hy vọng trong cái năm 2021 này thì không còn dịch bệnh nữa này, và chúc cho tất cả mọi người ở trên đất nước Việt Nam cũng như là thế giới có một cái Tết thật đầm ấm, đầy đủ, an toàn và thịnh vượng. Chúc cho tất cả mọi nhà, mọi người ai ai cũng đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau đây, sau cái khúc chúc Tết của thầy, thầy sẽ review cái ngôi nhà của thầy từ ngoài cổng vô. Tại vì có một số bạn không biết ngôi nhà của thầy đang sinh sống như thế nào, thì thầy cũng sẽ review cho các em xem ngay bây giờ nha. Ok. Rồi đây này em, đây là nhà thầy có cây đèn năng lượng mặt trời đằng trước nè. Đó, đây là cây cổng hoa giấy nè, em thấy hoa giấy nè. Bên đây là cây xanh nè, mà thầy chặt nè. Bên đây là một cái vườn hoa hồng mà cô trồng nè em. Đằng trước nhà thầy nè. Đó, đây là nhà hàng xóm em. Ok chưa, thầy sẽ đi từ ngoài vào trong để quay chi tiết cho các em xem ngôi nhà của thầy nha. Nhà của thầy chắc chắn một số bạn đăng ký kênh hồi giờ chắc chắn theo dõi thầy mấy năm vừa rồi chắc chắn đã biết ha. Đây, thì bên trong này cũng hoa hồng này, ghế YouTube này, không phải YouTube tặng đâu các em nhé, thầy đặt người ta ghi cái chữ YouTube YouTube đó. Rồi ba cái phát tài to chà bá ha. Đây, cái mai cô làm, cái biết cô chặt cái cành gì, cành đào ha, cành đào gắn cái mai giả lên các em. Đây chiếc ô tô cùi bắp của thầy i10 em, cũng bao nhiêu tiền phục vụ nhu cầu của thầy đi đi về quê, mà năm nay dịch Covid nên là thầy bắt buộc phải ở lại ở đất Gia Lai này ăn Tết em, không về được, nếu về thì sẽ bị cách ly ngay, nên thầy chọn quyết định là ở lại không về nữa. Thầy sẽ đi vào chi tiết cho em xem nhé. Đây em, đây nhà của thầy đây. Đấy, thấy chưa, thấy nè, đây là cái khu vực làm việc của thầy nè. Đây thằng con thầy Gia Bảo nghịch lắm em, đấy nghịch ghê luôn, khu vực làm việc máy tính của thầy nè. Đó, đây là gái và vợ thầy. Hello, đây đây nè. Rồi, đây em, cặp của thầy cô đi dạy. Đó, nay quay thì gần 10 giờ nha, 10 giờ sáng nha. Đây, hoa ly, cái khu vực làm việc của cô, in giao án này nọ các kiểu ha. Nhà thì cũng khá là bừa bộn, chưa dẹp ha. Đây, nút bạc của thầy cho em xem, đang chờ nút vàng treo chỗ đây nữa em. Đăng ký kênh của thầy nha, để thứ bảy chứ, thứ bảy đâu, này thứ bảy 25 em. Ok chưa. Đấy, khu vực nhà bếp nhà thầy đây. Đây đằng sau này em, nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi đó toàn bộ ha. Đó, chỗ ở của thầy, nơi làm việc của thầy, sinh sống của thầy. Đó, đây là chữ L này,
ngoài cổng này, ok chưa? Đây là đại gia đình của nhà thầy này. Cho anh em xem này. Đây là bố thầy nè, mẹ nè, chị nè, em nè, Sài Gòn, ok, rồi và ba anh em nha. Khu vực tập thể dục của thầy nè, cái này thầy đã quay lên video các em đã thấy rồi, tập cho khỏe người, học hành nha.